bao nhiêu cũng được. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương diễn. Quan Hỷ, sao để dừng lại rồi, đọc tiếp nữa đi chứ. Cẩu bất giáo. Cái gì vậy? Sư huynh à, đã nghe thấy tiếng chó sủa đó. Quan Hỷ à, vậy đừng có nói đùa, sư phụ muốn chúng ta chuyên tâm học hành đó. Đừng có hồn. Để nói là có con chó con mà. Sư huynh coi nè, để mới vừa tìm được nơi gốc tường đó. Nó thật là dễ thương ha. Sao mà nó còn nhỏ dữ vậy? Đúng vậy. Ê, có phải ngươi bị lạ không? Mẹ của ngươi đâu rồi? Hình như nó không biết ăn đâu. Có cần cho nó uống sữa không ta? Chó mẹ đâu đâu có thấy. Chúng ta biết đi đâu để tìm sữa cho nó uống. Đi đâu tìm sữa bây giờ? Để nghĩ ra rồi, trong thập nhị tứ hiếu. Chuyện này thì có liên quan gì đến nhị thập tứ hiếu đâu. Để nhớ là sư phụ có kể câu chuyện lấy sữa này để nuôi mẹ đó. À, huynh biết rồi. Trong nhị thập tứ hiếu có một câu chuyện nói về người con hiếu thảo lấy sữa nai cho mẹ uống. Ông đàm tử đời nhà Chu có mẹ bị bệnh nằm liệt giường. Ông đội lớp da nai lấy sữa nai cho mẹ uống. Mấy người thợ săn lầm tưởng ông là nai nên lấy cung tên bắn ông. Cũng may là đàm tử kịp thời phát hiện, nếu không thì xém chút nữa đã bị bắn chết rồi. Đúng rồi sư huynh, gần đây hình như có một bầy nai đó. Quan Hỷ à, đệ thiệt là thông minh đó. Sư huynh nhìn nè, ở đây có một con nai mẹ. Sư huynh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Vậy bây giờ huynh đi nha. Nai mẹ à, chúng tôi vừa muốn chăm sóc cho chú chó con nên thật sự là cần một ít sữa nai. Xin ngươi chia một ít cho chúng tôi có được không? Chó con à, đợi lát nữa ngươi sẽ có sữa uống rồi. Hả? Con chó này còn quá nhỏ nên không thể tự uống. Vậy phải làm sao sư phụ? Các con phải mớm từng muỗng sữa cho nó mới được. Dạ, con chó nhỏ này thật đáng thương. Nếu không chịu ăn gì hết thì mày sẽ không gặp mẹ được đâu. Quan Hỷ à, chúng ta không được để nó chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Phải để cho nó lớn lên trong sự bình an mới được đó. Dạ. Sư huynh ơi, sữa lại hết rồi. Uống nhanh như vậy hả? Vậy để huynh quét xong sẽ đi. Không được, bây giờ nó khát sữa lắm rồi. Được rồi, để huynh đi. Vậy để hãy quét sân trước đi. Không được, để phải chăm sóc cho nó. Lần nào cũng như vậy hết. Nai mẹ à, ta cảm ơn ngươi ngày nào cũng để cho ta lấy sữa nha. Không giống như Quan Hỷ, viện lý do chăm sóc chú chó, rốt cuộc là để mọi chuyện cho ta làm hết. Ta mệt muốn chết rồi nè. Ủa, ngươi cũng muốn uống sữa sao? Cái con chó nhỏ như ngươi sao ngày nào cũng uống nhiều lần như vậy chứ? Sư huynh đáng ghét không có chịu giúp ta, hại ta suốt đêm không có ngủ được, mệt muốn chết luôn à. Quan Hỷ à, đi ra quét sân cùng huynh đi. Nhưng mà để phải đút cho nó ăn. Lần nào đệ cũng diện cớ là bận chăm sóc chó con, rốt cuộc là công việc thường ngày của đệ không có gì làm hết á. Đệ chăm sóc chó con còn vất vả hơn so với công việc thường ngày nữa. Đệ nên biết là huynh bây giờ đang làm công việc của đệ, đệ không có giúp huynh được chút nào hết. Đệ cũng làm đâu có ít đâu, mỗi đêm còn phải dạy đút cho nó nữa. Đệ có biết là huynh phải làm bao nhiêu việc không hả? Việc của đệ làm còn nhiều hơn cả huynh đó. Từ Hòa, Quan Hỷ, tiếng hai con tranh cãi làm con chó sợ rồi kìa. Các con đừng có cãi nhau nữa. Ai làm nhiều làm ít, theo sư phụ quan sát, cả hai con đều rất cố gắng. Nghĩ từ góc độ khác, không có sự giúp đỡ của hai bên thì không phải còn mệt hơn gấp đôi hiện tại hay sao? Cho nên các con phải cảm ơn, không nên trách mắng nhau. Hãy dùng cái tâm từ bi bình đẳng giúp cho chó con lớn lên trong sự bình an là một việc tốt đẹp biết bao nhiêu. Việc làm ít làm nhiều không nên so tính như vậy. Hai con đã biết chưa? Dạ thưa sư phụ, chúng con hiểu rồi. Namo A Di Đà Phật.
Nam mô